Thời gian là phương thuốc nhiệm màu, có thể làm cho chúng ta quên dần bao vất vả, lo toan trong cuộc sống. Thời gian cũng là một cái gì đó rất đẹp, giúp lưu giữ lại những dòng kỷ niệm về một thời tuổi thơ, nơi mái trường, trang sách, có bạn bè, thầy cô. Lớp nhỏ tụi tôi học hành cũng chăm chỉ và ngoan ngoãn lắm. Vào lớp thì đứa nào đứa nấy im tinh thích. Hồi ấy bài vở trong chương trình học rất gần gũi, nên những câu hỏi mà thầy đặt ra vì thế cũng được bọn tôi song sáo trả lời. Và phần thưởng dành cho từng đứa là lời khen động viên của thầy cô. Vì vậy mà những khi thầy đứng lớp giảng bài, tụi tôi rất say sưa, chăm chú lắng nghe và rất thường xuyên phát biểu. Còn khi ra chơi thì nô đùa thoải mái, học trò mà. Những lúc như thế này, thầy thường đứng hồi lâu nơi cuối sân trường hay nép vào một góc để quan sát hành động cử chỉ của từng đứa. Có lẽ qua đó, phần nào thầy cũng biết được tâm tánh của mỗi đứa để thầy có cách dạy dỗ cho phù hợp. Thi thoảng, tôi vẫn bắt gặp được ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền hòa mà thầy dành cho những đứa con thân yêu của mình. Thầy nghiêm nghị, nhưng cũng thật bao dung và tận tình chỉ dẫn khi chúng tôi không hiểu bài hoặc có làm điều gì không đúng. Ở nơi còn nhiều thiếu thốn như quê tôi, khi chuyện học hành còn bước sau miếng cơm manh áo, thì những lúc thầy ban đồng vượt trộn trong nắng sớm mưa chiều đã giúp chúng tôi rút ngắn dần khoảng cách giữa cái đói nghèo trong cuộc sống với ánh sáng tri thức của cuộc đời. Đó sẽ là nguồn động viên giúp chúng tôi yên tâm hàng ngày đến lớp. Vì hơn ai hết, chúng tôi hiểu lúc này bên mình còn có thầy cô, có sự động viên an ủi của bao tấm lòng trong xã hội do vụ mùa thất bát. Với sự hỗ trợ hết lòng của bao người thầy nhân hậu đã giúp đỡ những đứa học trò nghèo như tôi vượt qua gian khó. Nhờ vậy, kiến thức về sách vở, về cuộc sống, cuộc đời của tôi cứ ngày được dày thêm. Con đường đến trường của tụi nhỏ nơi miền quê sông nước như dài hơn, nhất là vào những tháng mưa dầm hay trong những ngày nước nổi tràn đồng. Do bờ ruộng ngập nước khó đi, nên chuyện té ướt như thế này là điều không tránh khỏi. Những lúc như vậy, tôi lo lắm. Trời ơi, ướt trơn rồi. Lúc này đây, chúng tôi cứ thầm trách, sao mình lại vụng về như thế, lại để cho thầy thêm một lần nữa phải khổ tâm. Bài học đầu đời thầy dạy tôi còn nhớ mãi. Đó là lòng nhân nghĩa thủy chung, là cuộc sống muôn màu, có hình ảnh của quê hương đất nước, là những bến nước dòng sông, có tình cha nghĩa mẹ. Đó còn là những kiến thức vô giá trong cách đối nhân xử thế mà những đứa trẻ nơi vùng quê này đã học được từ thầy cô mình. Bao năm trôi qua, thầy tôi vẫn vậy, vẫn bình dị và luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục vì đàn em thân yêu. Nay dáng thầy đã khác xưa, mái tóc xanh cũng bị thời gian làm thay đổi đi ít nhiều. Nhưng tôi biết, dù thế nào đi chăng nữa, thì tâm huyết và ngọn lửa yêu nghề trong thầy sẽ không bao giờ thay đổi. Như bao con đò khác, thầy vẫn cầm cùi với bến xưa, đưa ánh sáng tri thức truyền đến từng ngõ ngách của làng quê, thôn xóm. Tôi thầm tự hào và biết ơn những người nhạc sĩ tài hoa đã khéo tạo ra cung bậc cảm xúc của cuộc đời, để những ký ức về một thời thơ dại hồn nhiên sống mãi trong lòng người. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
bạn bè tôi. Có đứa ra trường lo sinh kế nơi quê người, đứa lo việc cơm áo gia đình. Nên ngày lễ nhà giáo năm nay không kịp trở về thăm lại trường cũ thầy xưa. Và tôi biết chắc một điều là thầy sẽ không bao giờ trách cứ hay buồn phiền vì điều đó. Bởi hơn ai hết, thầy luôn hiểu và cảm thông cho chúng tôi, những đứa học trò sớm bị dòng xoáy của cuộc đời níu lại. Tiếng trống trường đã điểm, thầy lại lẳng lặng bước lên bục giảng như một con đò không ngại nắng mưa, kiên tâm truyền tiếp ngọn lửa tri thức cho những đứa trẻ thơ ngây, những người chủ tương lai của đất nước. Chẳng biết rồi mai đây, khi những đứa trẻ này lớn lên, được thầy tiếp tục truyền đạt những kiến thức về cuộc sống, cuộc đời, thì sẽ có bao nhiêu người trong số đó quay về và thăm hỏi một ông lái đò sớm tối vẫn đưa khách sang sông, vẫn nặng tình với bến cũ đò xưa.